Chào tất cả các thầy cô. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các thầy cô giáo án ôn tập làm văn phần ngữ văn 10 dành cho cả chương trình nâng cao và cơ bản. Phần giáo án này có cách ôn tập vừa là tổng quát lại kiến thức, vừa có bài tập vận dụng rất sáng tạo. Cụ thể, ở đây chúng ta sẽ giúp cho học sinh ôn tập lại các kiểu văn bản và đồng thời là kỹ năng tạo lập văn bản. Ta sẽ cho học sinh tìm lại các loại văn bản đã học, thống kê các văn bản đó. Cụ thể, nó gồm 4 loại: văn bản tự sự, văn bản thuyết minh, văn bản nghị luận và văn bản ứng dụng. Văn bản ứng dụng gồm có phần viết quảng cáo và lập kế hoạch cá nhân. Từ đấy thì chúng ta sẽ cho học sinh tìm các bài nói về kỹ năng tạo lập văn bản tương ứng. Cụ thể, văn bản tự sự có bài chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự và tóm tắt văn bản tự sự. Phần văn bản thuyết minh có bài các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh, phương pháp thuyết minh và thứ ba là tóm tắt văn bản thuyết minh. Phần văn bản nghị luận có bài các thao tác nghị luận và bài luận điểm trong văn nghị luận. Phần văn bản ứng dụng, học sinh được học bài lập kế hoạch cá nhân và bài viết quảng cáo. Ngoài ra thì học sinh còn được viết thêm một bài là bài trình bày vấn đề. Bài này thì thường là trình bày bằng miệng, thế nhưng nó vẫn được xếp trong phần tập làm văn. Từ đây ta sẽ đặt cho học sinh một số câu hỏi để học sinh trả lời. Câu hỏi thứ nhất: dòng nào sau đây nêu đúng yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự? A. Ghi lại đầy đủ chi tiết nội dung câu chuyện. B. Ghi lại một cách ngắn gọn các sự kiện chính của câu chuyện. C. Ghi lại đầy đủ câu chuyện của nhân vật chính. Và D. Ghi lại chuyện của nhân vật chính theo cảm nhận của bản thân. Đáp án chính xác là đáp án B. Câu hỏi số 2: dòng nào nêu không đúng về hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh? A. Trật tự theo thời gian. B. Trình bày theo nội dung đề tài. C. Trình bày theo trật tự không gian. Và D. Trình bày theo trật tự logic. Đáp án ở đây cũng là B. Trình bày theo nội dung đề tài. Câu hỏi số 3: dòng nào sau đây không nêu đúng các thao tác cơ bản thường gặp trong hoạt động nghị luận? A. Phân tích tổng hợp. B. Giải thích chứng minh. C. Tra cứu sưu tập. Và D. Diễn dịch quy nạp. Đáp án ở đây chính là đáp án C. Tiếp theo, câu hỏi số 4: thế nào là tưởng tượng? A. Xem xét kỹ lưỡng để biết rõ sự vật hiện tượng. B. Từ một sự vật hiện tượng liên hệ tới sự vật hiện tượng có liên quan. C. Tạo ra trong tâm trí hình ảnh của cái không có trước mắt hoặc chưa hề gặp. D. Tái hiện trong tâm trí những hình ảnh mình đã từng quan sát. Đáp án là B. Câu hỏi tiếp theo: dòng nào sau đây nêu không đúng về đặc điểm của văn bản thuyết minh? A. Trung thành với đặc điểm của đối tượng sự vật. B. Đảm bảo tính khách quan khoa học. C. Dùng nhiều số liệu cụ thể chi tiết. D. Có hư cấu tưởng tượng, không nhất thiết phải trung thành với sự vật. Đáp án chính xác là D. Câu hỏi tiếp theo: các thông tin cho sau đây đã nêu đầy đủ nội dung thường có của một văn bản quảng cáo hay chưa? Thứ nhất, giới thiệu sản phẩm dịch vụ. Thứ hai, giới thiệu chất lượng uy tín của sản phẩm, quy trình công nghệ tiên tiến tạo nên sản phẩm. 3. Hình thức khuyến mại. Và 4. Địa chỉ liên hệ. Đáp án ở đây là chưa đầy đủ. Như vậy thì để quảng cáo một sản phẩm chúng ta sẽ phải bổ sung thêm. Và lúc đấy thì giáo viên sẽ cho học sinh suy nghĩ xem cần phải bổ sung thêm điều gì vào trong phần giới thiệu về sản phẩm dịch vụ này. Tiếp theo, phần thứ hai, chúng ta đến với bài tập thực hành. Trong bài tập thực hành, học sinh có thể được làm rất nhiều các loại bài tập khác nhau. Tuy nhiên ở đây, tôi xin giới thiệu đến các thầy cô
một cách làm bài tập và có thể tổng hợp được tất cả các dạng học sinh đã học. Cụ thể, tôi sẽ cho học sinh đề tài, giới thiệu và quảng bá về lễ hội Đền Trần. Để làm phần đề tài này, học sinh sẽ chia nhóm và làm các phần như sau. Thứ nhất, lập kế hoạch giới thiệu quảng bá lễ hội Đền Trần. Thứ hai, quảng bá về lễ hội Đền Trần. 3. Thuyết minh về quần thể di tích Đền Trần. Chúng ta sẽ thấy là phần yêu cầu thứ nhất chính là giúp học sinh thực hành về việc lập kế hoạch. Còn phần số 2, quảng cáo, chính là thuộc phần viết quảng cáo. Phần số 3, thuyết minh, chính là phần ôn tập lại với văn thuyết minh. Trong đó, khi cho học sinh làm phần kế hoạch giới thiệu quảng bá về lễ hội Đền Trần, ta sẽ yêu cầu học sinh đóng vai như một giám đốc. Và giám đốc của công ty du lịch này có nhiệm vụ là phải lập được kế hoạch để giới thiệu quảng bá về lễ hội này. Để có thể để cho các nhóm tự phân ra một người làm giám đốc viết phần này, hoặc là chia nhóm ra cũng được, có nhóm thì chuyên viết về kế hoạch. Thứ hai là khi viết quảng cáo thì ta sẽ cho học sinh đóng vai làm nhân viên quảng cáo để viết bài. Và cuối cùng, thuyết minh về lễ hội Đền Trần thì chúng ta sẽ cho học sinh đóng vai là người hướng dẫn viên du lịch. Đầu tiên là phần lập kế hoạch giới thiệu quảng bá về lễ hội Đền Trần. Học sinh có thể làm rất nhiều hướng. Tuy nhiên thì ở đây cái mà chúng ta cần phải thống nhất với học sinh ấy là vẫn phải bám sát theo sách giáo khoa. Tức là bản kế hoạch đầu tiên phải có tiêu đề. Thứ hai là nội dung. Trong nội dung thì chỉ rõ công việc là gì, thời gian tiến hành thế nào, cách thức tiến hành ra sao, ai sẽ làm phần này, và cuối cùng là dự kiến kết quả cần đạt. Yêu cầu chung của tất cả những phần kế hoạch này là phải có tính khoa học và cụ thể. Thứ hai, chúng ta hướng dẫn cho học sinh làm bài viết quảng cáo về lễ hội Đền Trần. Như vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy ở trong phần trắc nghiệm, chúng ta đã đưa cho học sinh một câu hỏi trắc nghiệm để học sinh tìm ra những điểm cần phải bổ sung cho một văn bản quảng cáo. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhắc lại điều này. Một văn bản quảng cáo phải có những thông tin gì? Thứ nhất là thông tin quảng cáo gồm có tiêu đề quảng cáo này, tên sản phẩm dịch vụ, ghi rõ chất lượng uy tín, ghi rõ hình thức khuyến mại, địa chỉ. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ đâu. Ở đây thì chúng ta cần phải có hình thức quảng cáo tốt nữa. Như ví dụ là chúng ta sẽ phải sử dụng ngôn ngữ ra sao, bổ sung thêm hình ảnh âm thanh thế nào. Và theo xu hướng mới thì ngôn ngữ cần được chắt lọc tinh giản, gây ấn tượng thôi. Hình ảnh âm thanh cũng phải gây ấn tượng, nhưng không nhất thiết là dàn trải dài dòng. Yêu cầu chung là văn bản quảng cáo phải hấp dẫn, chân thực. Tiếp theo phần thứ 3 là thuyết minh. Ta cũng sẽ cho học sinh đóng vai là người hướng dẫn viên du lịch. Và bài thuyết minh ấy sẽ phải đảm bảo các yếu tố như sau. Nội dung thuyết minh phải chân thực khoa học. Phương pháp thuyết minh phải linh hoạt hấp dẫn. Và kết cấu văn bản thuyết minh phải mạch lạc, sáng rõ. Phần này chắc chắn học sinh đã được luyện tập nhiều ở trong các bài làm rồi. Ta có thể cho học sinh lập giải lý cái bài thuyết minh về Đền Trần. Sau đó thì chúng ta sẽ cùng đọc hót. Và cuối cùng thì là cho học sinh viết hình bài để thuyết trình lại trên lớp. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ phần cách thức để cho học sinh ôn tập về phần tập lập văn của Mỹ Văn 10. Xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo và các em học sinh.